nhà đồng bộ là có chạp rõm cứ có hít được phần này chờ chiếc không mà đá chà, mà hít được phần này chờ hay phần này làng có hòm chiếc không mà đá hay cả để bật bà tư có mẹ rõm than đôi chìa hiền tư tư cảm tích tích phần này khăn thì chút gắt xanh chẳng làng có hòm á hiền phào thì chẳng hay hiền hàm tích chẳng mà tư rưu có miền làng kì hà ư bật lực mấy nhưng xung kê khơi nhà xa làng miền đôi chìa bay xo xo đọc khôp nó lưu à tập bọc này khẳng không còn chẳng nữa ai cận này khá dù tới tới ai bị vọt từ miền à liệt lên cái chọn này tiết để ai về nó thời còn mở tới cầm hơi cốt thoi chọn với ta sờ băng chiếm thò mà ra ta mình khăng khăng thì còn là ai xem coi ta khơi những thoi chiếm mình chuyện các cột khơi nhà nẹp xây nó kề chụp này có hòm kề có hòm phần này kề vào tọt tháng năm đang chía cột này có hòm cột tới giữa tháng năm vào tọt này ủa phần này có hòm về miền thì người xem xây không nên chờ chẳng tháng năm khác việc thử cho mình trong này có hòm mà kế bàn tay này có hòm mà dương viêm mình đôi chừng người hoặc kể từ việc cọc ní chừng chừng ca dương và tỏ tới việc thôi ơi à chừng người nó tăng này thông thường ngon chừng mình chừng được về đại miền cả cả trở nó dương còn lại bây giờ và dương để chụp này lại còn chụp này có hòm hơi dương của tại của mọi bác bỏ còn lại to mà sang cũng biết có đến tới hay bây giờ miền cả bác bỏ lại hơi dương từ tại liền đây cho mình trong sự vui nằm đây chia viên là ca cho lòng mọi dương chỉ bóng sông cục nghiệp xưa ta lục chậm đất sông ao lục chậm đất chui bình chul bắt đầu bay mình dừng lại cùng ta đặt nó tha ta ở bên tới đây dừng hai tha trong người này có hóm hay cái trang đâm hoàng đá tha này có hóm ta bị miếng cá ban chay chia vào ngoài một hết đá cha sông cục trên tầm đó mà cũng bị tha trong người này có hóm mà dừng vậy tới vì từ lùng từ lìa miền trong người chờ nó đà tha thời này có hóm trong người này nâng bị chờ cứ xây nhà nâng cứ này có hóm này tìm mua dương để chụp nhọn nhọn này có hóm đấy cứ dương trong để bị ca rồi liệt là lơ ni hàng cào này để dương là để sao phải chạy tới cái hậu thà còn dạng thay vào nữa đại sơ bố bị chớ nhưng vậy cái này nữa cái bị tăng nữa để ai thưa ai này có hóm này nó cứ rọp tăng vì còn tập bài cái chọn này nữa à liệt hàng khăn ông này nó còn thưa ai có hóm ca để chỗ sầm ram chỗ phần này ở lọt cái chỗ phần này nó còn thơ ai có hòm phần này nè nè thì khá bình năng tiết mình thì cứ chờ tiết là tại toàn năng phần này nó chỉ cứ tật đỏ chỉ cứ ấy nó còn thơ ai phần này có hòm này chà là dương bắt đầu phần này có hòm tục tư để chụp chờ nó cứ cà rịa phần này hàng cà rịa này này phần này bao dương nó đại dương hạt hà còn dạng thì bài thịt nó vì bà co lang đòi bà phụ đã chụp nhập trên kế cứ bộ virus yeah. Bộ adenovirus hay ai có làng đại bộ bacteria hay đại dương khơi miền trang này nó cứ đại sao tại những hạt allergy và những có sơ bộ đại chà phần tràn đã lục nhập đất đại bàn phần dừa nhạc bạc bài trung vinh tình năng trung ngực này cả hòm đi chẳng ở trên đó thì nó bắt đầu bỏ dưỡng đại dương dị dương quy trung ngực này cả hòm chẳng được lục nhập đại bàn dây bàn lựa láng hay tham bảo miền ở sầm ràm chỗ phần này còn biên giới có vì ai chỉ chỉ bởi tự khinh cả hòm đây chẳng ở ta lùng nhẹ còn ai xung quanh bài nát tham lùng nhẹ nó còn bên trong ở dương hai là trung ngực này cả hòm tạm đoan chà bà ở dương dị bắt thiên bỏ thiên dương trong bắt đầu từ lơ chỉ ngực này có hòm đại là lì nơi lớp này bỏ so nắng đại có lang dương tập có lang bị chở đòi bộ virus anh nâng lấy ra ai giờ làm gì rồi còn lấy ra bộ bacteria chương sinh nhá vì ai giờ khóc ni tay túi nâng tơ tam bộ phết mùi mùi nít còn ta với đại sinh nhá chia rúm xem nhà cốt cứ bớt sân chia lì chụp này có hòm đại sa và bộ virus đại sầm bồ chương kế cứ sinh nhà đập bồ này có chập lắm cứ có hít được này chờ chương không mà đã hít được này chờ hay này làng có hòm chương không mà đã hay ca lại bật bà tư có mẹ rắm than đôi chị hiền từ từ cảm tịch tịch vẫn đang khăng thì hay chưa từ từ lại cá nó cầm hơi mà có mơ tới khi bác thon mà đã hoàn toàn phải luôn thì và tọt máu ca là liễn nó mơ về căn là khăng ai miền chút gắt xanh chẳng lang có hôm ấy hiện phào thì nhưng hay hiện hàm tích chẳng mà tới chà rồi có miền lang cái hà bình lực mấy nhưng sự kiện khơi nhà xa lang miền đôi chỉ bay so so đọc khổp nó lừa à tập bọc này khẳng không còn chẳng nữa chà chà hay miền bậc bậc này nữa chân chỉ bậc bậc này so so khắp khắp chẳng tới chà và cái cận này khá dù tới tới ai bị vọt từ miền à liệt lên cái chọn này tiết để ai về đến thời còn mở tới cầm hơi cốt thoi chọc với ta sờ băng chiếm thò mà ta mình khăng khăng thì còn là ai xung quanh ta khơi những thoi chiếm môn mà hay đợt lại bớt xin chỉ ở liệu đời xa và phụ bạn tỷ rí dương khơi tha chờn tại dương sờ coi tha mà thông ở dương mình sơ khơi miên đây
lực lên tay nhẹ để cọt ai bẹ còn thắt lên bẹ ấy tới bia à lọt bị chọn này à lọt ấy chẳng tới nó ai khơi rồi mà ta vẫn khơi chờ nó lực mình là tầm cả mà mình tầm cả vì cả nó còn ai chọn vì còn cả nữa vì sao tại chúng ta mà đại còn nó miền liệt à phơi này còn nữa thôi ai vì còn cả màu nó ai giải liệt này này chả mà ta mới tiếc đại vẫn khơi chờ này nó cười làng gì này thời này có hòm làm gì nâng dân khơi như thà trần sờ bố từ lư mình không hay mình phóng trần riêng mình sẽ lấy mà ai cả là phi chân phải từng song hàng hay thì ai cả dạng về vú ai họp sập đá này là họ đòi mà khai bị khai bay khai của mình nâng làm gì mà đại làm gì dân khơi như thà ruột sườn nhá mình sau chiến miên sinh nhà đô đại là liệt và co lang đại phục vụ bài được thì còn là cọt bên này có hòm chiến thòng bắn đá hay cọt xa là mỏ bên này xa nhịp bên này còn này cả trên bậc bậc bên này những đôi dương mình sẽ khơi miên thế hay còn mình miên chỉ hai bên này những còn mình sẽ miên này nông cạn này đại là gì thôn thằng ngô thế đại ai thừa ở miên là đó là lọt chọn bên này ai thừa ở cọt là cam và bả bả bên này như thế này ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកចំណិតដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីសញ្ញាដែលយើងអាចសង្កត់ថាមនុស្សអ្នកគាត់មានការនៅជំងឺភ្នែកក្រហមនេះប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យលោកអ្នកគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំហើយដើម្បីឲ្យឡើងកាន់តែច្បាស់ថាខ្លួនយើងវារោគសញ្ញាបែបណាដែលយើងអាចសង្កត់ថាយើងមានភ្នែកក្រហមចង់ដឹងផងដែរថាសញ្ញាដែលលោកចំណិតបានលើកឡើងខាងលើពីបីបួនប្រាំទាំងអស់ហ្នឹងតើសញ្ញាមួយណាដែលជាសញ្ញាដំបូងបញ្
mà đá nè. Chà. Nước sinh nhà đập bụng này. Còn ai chứ lo có chọn một tới khuyên đây bà con nó nghiền cả hòm chiên thò mà đá. Chà. Nước sinh nhà đập bụng ấy. Mình toàn miền trên chị bậc phần này chờ này tê hay còn toàn miền chị ham bỏ phần này được còn miền chị dương hạt thả bay đọc khổ bán phần này bỏ phần này hẳn khăn nóng ấy nó toàn trên này. Chà. Chà, chào con tràn. Mới tiết cứ cầm hơi, có một toàn miền ấy chỉ bài cổ đàn trong đại càng này. Chà, con chẳng lúc chẳng đàn lựa làng hát thật nhà nằm bốn. Cứ như vì ai thua ở những hệ tập phân này, rồi chia ra cầm phân này để nâng. Chẳng như trong xong chìm xua tha ta, khăn ông là dẹp bê dù thế. Vì ai thà mùi sạp bạc đà, ấy tiết là ai thua quán nâng cạt nơi rụ sở nhà thằng ọt nâng đè bằng chạy thạc quán nâng cạt nơi chung ngư phân này cả hộp này chà. Và chị tư tư, chung ngư chung phân này cả hộp đây là bà cỏ đòi vài rớt ní. Vì dạ bê khai đây chị tư tư nó, thì chạp này. Chị tư tư mình bác bó thôn ngô đòi dương đi. Sở nhà từ bốn bị bệnh ấy nâng cứ hiện tượng phần này là cam phần này nâng tại bệnh sinh là dương ở ban phía ba dương ở ban sầm rạ dương là tại phía diêm thưa ca và vẹt phần này dương đôi thòm mà đá cả là liễn nó bị ai khăng chương môn chương bị bệnh ngày còi nâng ai bị vọt tới chia có hòm chương môn nhạc la miên hiện hàm từ bỏ phần này rồi gọi sai phần này chẳng khả năng nâng hiện có hòm mà hiện hàm thì anh miên chập đam chân chia bậc phần này chớn ai bên nó còn ai là cam khăng chiên môn này hay hòm khăng, tọp bên nó tư giờ phải là chiên môi sáp đà và sân chia cà rốt liền, nâng mình toàn thu ra được con mình bàn phía ba mình bàn ấy thế, nâng giờ phải là nửa tập tì pì rồi tì bay nâng chân cá ai bị bọt đó à liền cái trọng này tiền, cái này nâng ai còn mơ tới hiện số vàng hiện phật chiên môn tại sao tại trọng này còn đang hiện hàm mà. จ้ะอกุญชรานដល់លោកចំណិតចាតាមវ័យដែរលោកចំណិតបានលើកឡើងអំពីរោគសញ្ញាការអត់ទាំងអស់នេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើវាអាចច្រឡំគ្នាទៅនឹងជំងឺភ្នែកអ្វីផ្សេងទៀតទេដែលសារតែភ្នែកយើងគាត់ថាត្រូវសម្រាមត្រូវដីក៏វាអាចទៅជាក្រហមដែរគឺក៏មានទឹកភ្នែកហូរអីចឹងបាទយើងអាចច្រឡំមួយទៀតភ្នែកក្រហមដែរមិនដែរគាត់មានអាលៀកក្រចកភ្នែកណាចាតំបៅក្រចកភ្នែកហ្នឹងក្នុងករណីដំបងនៅ ตบางนั้นน่ะตู้นั้นติดตู้นั้นគាត់មិនតាន់ហើយបើអត់ចំកដាលប្រសិទ្ធថ្ងៃទៀតគាត់ក៏អត់តាន់សូវជាសវាងដែរគាត់ថាផ្នែកក្រហមប្រភេទតំបៅចောက်ផ្នែកហ្នឹងគាត់ឈឺខ្លាំងជាងកម្មនឹងខ្លាំងជាងកម្មខ្លាំងជាងឈឺខ្លាំងហើយគាត់ពិបាកបើកផ្នែកហីទៅផ្នែករហូតណាគាត់បើកផ្នែកហើយតែបើសិនជាក្រចកផ្នែកតំបៅនឹងនៅកដាលឬក៏ចិត្តនឹងកដាលផ្នែក ឃើញថាគាត់សវាងចិត្តទៅគាត់សវាងមើលពិបាកមើលខុសពីធម្មតាចា៎ខុសពីអលិភ្នែកភ្នែកភ្នែកខាងក្រៅដោយវៃរើសហ្នឹង
จ้ะจ้ะอกุญจารานដល់លោកចាំដិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបន្តផងដែរក្នុងចំណោមអាការៈទាំងអស់ខាងលើហ្នឹងចង់ដឹងថាតើអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងគ្រប់វ័យឬក៏តែវ័យក្មេងៗទេចា៎គ្រប់វ័យជំងឺនេះក៏ហមហ្នឹងអាចកើតគ្រប់វ័យគ្រាន់ថាបើសិនជាបកលាងទៅពពួកប្រភេទអាឡែកហ្ស៊ីចានៅការលើក្មេងហ្នឹងមិនចាស់នៅអីមនុស្សពេញវ័យហ្នឹងក៏កំហខ្មែរមានដែរតែសម្បូរគឺនៅលើក្មេងជាពិសេសក្មេងប្រុស
pi đập bay nâng máu khổ máu chặt pi buồn thảm sinh nam ấy lang tới nâng chỉ lo nâng khơi miên chớn chả hai đứa bạn chỉ mình phò cả chả ăn chỉ mình sợi chả mình pro này đời xa tại dương sống qua từ lâu hơn là gì thế tại bản thân chỉ bà con lang đời xa phụ vậy đó này cứ mình miên bài chạy phe thế cứ đôi khi này chả từng mình pro mình sợi mình nuốt chả ấy nâng cứ ăn chả lo đôi khi này vì chỉ bậc hết vậy đó chỉ chừng cái chả lo จ้ะจ้ะจ้ะอคุณจารย์ได้ลงยับนัดจังนี่ខ្ញុំក៏ចង់ដឹងហើយគិតថាប្រិមិត្តយើងក៏គាត់តែកំពុងតែស្ដាប់ក៏គាត់ចង់ដឹងដែរសូមជម្រាបសួរថាជំងឺភ្នែកក្រហមនេះចង់ដឹងថាវាមកពីមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺភ្នែកក្រហមចា៎លោកយ៉ាងនេះចា៎បាទដូចយើងបានខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមវាអាចបង្កឡើងដោយមេរោគវាហៅថាពពួកវ៉ៃរុសអាដេណូវ៉ៃរុសចា៎វាអាចបង្កឡើងដោយបាក់តេរីវាអាចអាឡែកហ្ស៊ីណ
tiền lực lên tay chân này thì lại còn nghĩ đằng còn nhắm tới khơi làng hàm phần này bao phần này những đằng nào còn làm gì trong buổi chân này đi còn tay và tham trung bình ai để số bốn nó cứ tẹt tông tận đằng thả lồng ong ca smile say say nưng nưng sợ tại ai chưa Alexander mình chim chim phụng này để thôi có Alexi rồi có Thuli thằng con nữa ai chỉ vào phụng này cả thôi Alexi này còn à chà ông quân tràn được chậm đất đại ban bằng hai năm pin mua là hết đại thôi ở dương cát nói chung người này có hòm cho nên khi ông xong chuẩn bị sư bàn tàu phẳng đáy thì tôi từ nâng cả ta phải chặt ta bị ai bằng co ở chia cắt từ đường này có hòm này thế chà đôi chia mình tại tôi như thế chà จ้ะอกุลจึงแตะตรงตะนึงการรู้นៅវិញจะរបស់อาหารទទួលទានដូចជាហឹរដូចជាអីហ្នឹងតើវាអាចបង្កដែរទេចា៎របស់អាហារมันតែកពន់ទេលើកលែងតែគាត់អាឡែកស៊ីជាមួយនឹងចំណីអាហារតែគាត់គួរជៀសវាងគាត់អាឡែកស៊ីជាមួយអាហារប្រភេទណាហ្នឹងគាត់គួរតែជៀសវាងចា៎ ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបន្តផងដែរថាតាមបទពិសោធន៍ដែលលោកចាប់ដិតទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺនឹងចង់ដឹងថាតើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើអ្នកជំងឺដែលគាត់កើតនៅជំងឺភ្នែកក្រហមហ្នឹងតើមូលហេតុមួយណាដែលកើតឡើងទៅលើអ្នកជំងឺភ្នែកច្រើននេះពីបច្ចុប្បន្ននេះចឹងបាទជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងយើងឃើញថាជំងឺភ្នែកក្រហមដែលគាត់ឡើងដោយពពួកវីរុសហ្នឹងគឺសម្បូរជាងគេចាអូដោយសារហ្នឹងវាងាយឆ្លងណាគាត់វាងាយឆ្
gì cho nên ai này có hôm là có là nói sao bạn thì đi nó cứ miền tích tuổi thì giờ mà sợ khuyên nhân trần thì chà ông quân tràn chà chẳng những đằng hai tha mù là hạt đại cả tràn từ đại chẳng người phụ nữ cứ cả tàu vài rồi này cho nên trong sông chỉ bị sụp bắn tàu hoặc đá tha chung người phụ nữ hòm đấy bà san chia dương cả tha dương từ chụp cụp bê ta chọn đằng tha ta để tệ thì bọc cụp bê ta lục chị bà bẹp na hay chọn đằng tha mình tập bị chị bà hay ta chẳng người như bị ai chia đại đại tế cho động chậm đất chứ bà ta bất chẳng người chụp phụ nữ hòm liệp phụ nữ hàng cái nắng vì mình chỉ thuần ngọ tế chỉ từ tới về chạp chia từ vĩnh không dạng về môi tập sập đà từ hay cặp chia ba nó dương ao phía trên cứ phải tham bát tọt thì miền cả lệp cả chạy ấy thế cứ chỉ tới cứ phải tham bát tọt lực lên tại cả này chư này có hòm để từ lực côn không nên thì độ tầm cao để mà co lang nói bộ battery ở phía này cứ thôn ngò ai thưa ao là hồ đó liệu cái chọn này tầm bài cái chọn này để ai thưa ai lui cái chọn này nhưng lườn chỉ từ cái này của phen này cứ gặp chế báo tầm đời ao ở sầm nhạn ở phen tiền tiền ở miền cả chặt năm xa anh phải năm xa để chặt để tam đàn chia đường rồi thế này cả vì nâng bớt sân chia liệu này có hôm nói vậy rồi rồi còn làm gì nâng cứ gặp chế báo đời phải tham một tọ hay mình tiền tiền ở nhà chính cứ sầm nhạn về để thế cứ còn phải tham một tọ hay tam đàn nông nghiệp về mùa sập đài nâng thời vận thật lang vinh và chỉ từ từ bớt sân chia liệu đời sao vậy rất cứ chia nông nghiệp về chia một xuống pi sập đà môi từ pi sập đà chà nói ai làm gì nhưng thật cả phần tháng năm du chiến ai
nè khá là có được dạ bìa một khai nè khá là có đó bì tới bấy khai là còn thà mình mình cảm chí ba lấy đèl thà tìm tiết quật mẹ phê được có mình mình hạ nịp hay thôn ngô là ai chơi quật lần gật phần này chứ จ้ะสมอกุญจารย์ดาลูกจําดึดยิงบ้านสดับให้ទោះបីជាជំងឺភ្នែកក្រហមនេះវាມັນវិវត្តរហូតធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែមនុស្សយើងប្រកាសថាជាមិនចង់កើតមិនចង់ជួបទេចាចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបន្តផងដែរចាលោកចំដិតចង់ដឹងអំពីជំងឺភ្នែកក្រហមតើយើងមានថ្នាំណាដើម្បីចាក់បង្ការកុំឲ្យកើតដែរទេចាអឺអត់មានទេតែសាតែវាពិចារណាវាលៀកប្រកបឡើងដោយវីរុសប៉ុន្តែចំពោះអាឡែកហ្ស៊ីអានឹងយើងគួរតែសម្គាល់ខ្លួនឯងថានៅក្នុងបរិ
và dương ai xung quanh bán nên dương cua đã chia viên bỏ nâng rồi có chân này rồi có sầm liệp bằng pẹ rồi có ai tại tàu nâng bỏ lên gì chẳng nói là dương ai thả lạc gì cho mua dương nâng và dương ai dùng một hạt khơi nhưng cua đã chia viên là bỏ thằng nâng nằm bên cạnh và thôi thì cả và co tới chia lạc gì hay có hòm thế này จ้ะอกัญชราในระบบจับดึดจ้ะนี่ខ្ញុំសូមជំរាបសួរបន្តផងដែរអំពីការបង្ការអនាម័យចង់នឹងថាការបង្ការអនាម័យជំងឺផ្នែកក្រហមតើវាមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងដូចនេះចំពោះសុខភាពរបស់យើងចា៎បាទសំខាន់ក្នុងករណីដូចយើងតេតតងនឹងវ៉ៃរុសវ៉ៃរុសងាយឆ្លងចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្នកនៅចិត្តយើងជុំវិញយើងគាត់មានជំងឺផ្នែកក្រហមយើងគួរតែជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយគាត់ឬក៏ជាមួយនឹងសម្ភារៈប្រើប្រ
nó ai chlo mà sân chia tập hôm nay chỉ được tập để tập hôm nay chỉ chơi mà để quạt chuột quạt lại tập lại là nắng hay dùng tập cho mỗi quạt nắng viên nắng chlo mà dương này chân dương cái này dương bắp bò là bò ấy để nè chỉ người đang quạt bàn bắp bò hay dương phải nhập liên đại cho mỗi sự bú nên là mấy ក៏មកយើងពពុះបៃរើសនោះវាអាចឆ្លងមកផ្នែកយើងក៏មកយើងឆ្លងចាចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកចំដិតចាលោកចំដិតលើកឡើងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសារតែចំណុចនេះការពីក្មេងៗនេះខ្ញុំឆ្លប់លឺថាដូចថាមានក្មេងម្នាក់ទីគាត់កើតនៅជំងឺភ្នែកក្រហមអញ្ចឹងគេថាកុំសម្លឹងភ្នែកគាត់ឬសម្លឹងទៅយើងរកម្មភ្នែកយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់ឈឺភ្នែកតើចំណុចនេះវាពិតដែរទេចាមែនទេមែនយើងគាត់ដល់សម្លឹងឆ្លងទេចាការឆ
ឆ្លងមកឆ្លងហ្នឹងចឹងគាត់តែយើងសម្លឹងរកគ្នាវាអត់ចឹងតែប៉ុន្តែយើងនៅពីចងាយມັນឆ្លងគ្នាទេចាចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកចាំដិតចឹងឈានដល់របបអាហារវិញចាលោកចាំដិតចាំនៅផងដែរថាអ្នកជំងឺដែលគាត់កើតនៅជំងឺភ្នែកក្រហមទៅហើយតើគាត់គួរតែបរិភោគអាហារប្រភេទណាហើយគួរតែតមនៅអាហារប្រភេទណាដែរចាបាទតែប៉ុតរបបអាហារມັນមានការកំណត់កម្រិតគាត់ទេណាគាត់ជប់ធម្មតាឬលែងតែគាត់ allergy ជាមួយចំណីអីហ្នឹងអានឹងគាត់គួរជាវៀងព្រោះតែអីដែលគាត់គួរជាវៀងគឺត្រូវកាត់បន្ថយការមើលការសម្លឹងប្រើភ្នែកក្នុងពេលដែលគាត់មានជំងឺអាលៀកភ្នែកជំងឺភ្នែកក្រហមហ្នឹងការមើលទូរស័ព្ទការមើលស្គ្រីនកុំព្យូទ័រអីហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវតែបើអាចសម្រាប់បានគាត់សម្រាប់តែជប់ហើយគាត់ព្យាយាមសម្រាប់ភ្នែកបានច្រើនគាត់អាចលុបលាងមុខគាត់អាចស្អំកសែងត្រជាក់ពួកអីក្នុងពេលដែលអាលៀកភ្នែកក្រហមហ្នឹងគឺគាត់ អាការៈគាត់គឺក្តៅក្នុងភ្នែកលំអស់ក្នុងភ្នែកបាទប្រព័ន្ធភ្នែកច្រើនអញ្ចឹងបើគាត់ព្យាយាមមើលការច្រើនធ្វើអាលៀកហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងបើគាត់សម្រាប់បានច្រើនគាត់ស្អំកសែងត្រជាក់ឬលុបមុខទឹកស្អាតធម្មតាញឹកញាប់ទៅវាកាត់បន្ថយអាការៈក្តៅភ្នែកលំអស់ភ្នែកឬកាំភ្នែកហ្នឹងបាទចាបូករួមផ្សំនឹងថ្នាំបន្តភ្នែកចាចាចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកចំណិតចាធម្មតាជំងឺអីក្តៅយើងតែងតែមិនចង់ជួបមិនចង់កើតជ
bay từ cái chụp này có hòm có lang đòi bộ virus này việc chuyển cả tam rồi đời cao này dừng khởi thang không mà chăn nắm nước miền rồi đời cao nào mới tới khởi thang miền cao chờn chiều sẽ nơi khởi nơi rồi đời cao đỡ đời sập chưa trụ ấy nó dừng khởi thang miền dừng chờn chẳng được bây giờ miền cao chờn nó dừng còn lại bây giờ rồi dừng tới chụp này lại còn chụp này có hòm hóa dừng của ta
cũng ở papo còn đặt to chà. Mà sao cũng liệt còn đang tới hay bây giờ miền cà papo lại hay dương thật ta liền đầy cho mọi người vu làm mấy chiếc viên người ta cho lòng mà dương chà. Mà miền thân nam mà bạn sang ấy chạy cam phía trước này có hòm tên đó ចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកចាំដិតដែលបានផ្ដល់ជីវវិធានការបង្ការការពារសង្គមថាលោកអ្នកដែលគាត់មិនទាន់មាននៅជំងឺទាំងអស់នេះយើងអាចការពារបានក៏ដូចជាស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ចាំដិតចាអរគុណច្រើនដែលសារការពារពីរបស់យើងកាន់តែគៀបដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាលោកចាំដិតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអំពីអនុសាសន៍ឬជាសារអប់រំយ៉ាងណាជួយទៅដល់ប្រិមិត្តយើងដែលកំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងជុំវិញទៅនឹងជំងឺភ្នែកក្រហមដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅអនុវត្
con tìm môi cọt cô đã từ chụp cục bẹt mấy thừa rồi quên để cháy ấy bạn cho bạn lo hay và cọt thả năng chia chỉ ngư với những đang ấy chỉ ngư chụp này có hóm là vì mình thôn thằng ngò tê phần tái vì miền sài nhá cho lắm năng chỉ môi chỉ ngư xem tiệt đại ai thôn thằng ngò chương ở đây đã lõ cứ cái nào còn miền là cả đã khó thòng mà đá thật từ chụp cục bẹt ấy tê là mấy thừa rồi quên để cháy hay năng cáp chia ba thì pi xong mọi chi viên ca đã tinh thần nam para para luôn ai của cũng mọi con vô cho lắm con chuyện ca cột khơi nhà nẹp xe nó kì chứ này có hôm kì có hôm hôm nay kì vào tọa thân nam nó chía cột này có hôm cột tại vô thân nam nó vào tọa này của hôm nay có hôm viên miên chỉ người xem phong này chờ chân thân nam khác biệt thử cho mọi người hôm nay có hôm mà kế bàn tay hôm nay có hôm mà dân viên mình đôi chỉ người bảo kể tề về cột ní chân chuyện ca dương vào tọa tới về thôi ai à chỉ người nó căn này thông thường chân môn nên chia sẻ nó bỏ mà con